Một nhìn rằng khổ như một, này một triệu chứ gì? 800. À 800 à? Sông có dễ rồi đấy, cũng có dễ giúp là cho ta phải làm đào đất. Kia cái cây lòng ngoằng vừa bán 50 triệu kìa. Tự nhiên rồi ngặt nó cũng chán. Đúng thế. Và cái cây chết cái mấy chục triệu, mấy chục triệu. Tùng 45 triệu à? À. Bao ship? Kinh điển đấy nhỉ. Bánh 60 đấy. Hôm trước thấy thích Tùng ấy, có Tùng ngay. Bánh 60. 60. Xây tí mà. Đây là xây à? Đi mua ấy anh nhỉ. Nào không có chỗ để thì cứ bảo em nhé. Ok. Tiền mà ok phát là trả đến nhà luôn. À, biết. Đóng xe về luôn. Biết ngay. Có lên đổi lấy xanh thì đổi. Đóng xe về luôn. Mà có lên đổi lấy cái xanh thì đổi. Tận nhà bao ship vận chuyển vào đến kê kích tận trường. À. Bây giờ tiền mặt thì không có thì cứ đổi lấy tài sản thôi. Đúng. Đổi lấy tài khoản thôi, tiền mặt thì không có. Có đổi lấy xanh đẹp không? Tài khoản thôi. Tài khoản thôi à? Không lấy cây. Khôn thế. Đổi lấy cây khéo lại được gấp đôi. Đói à? Đường xe thế nhỉ? Phải tán nó phải bao nhiêu? Mét 8 à? Mét 7. Mét 8. Mét 8. Mét 8. Chả có cây nào vài triệu để tư duy nhỉ? Vài triệu thì nó lại không đẹp. Không đẹp thì nó lại tiền ít. Tiền ít mà thích hít đồ thơm. Đây nhỉ, hôm nay đưa cả xe nâng đi à? Bằng hai con thì đi xuống rồi. Nặng lắm. Cây này nhỉ. Chợ gần gần thì mới đi chứ còn xa quá kiểu. Tiền ít, hít đồ thơm. Đấy, 45 củ thôi, bút vào đấy. Đưa qua cũng đi sân Tây, đà cháy đà. Thế à? Ừ. Cháy đà. Qua nhập kiện qua nó bán gần 100 triệu thì nào. Ờ, thế thì ra thu hồi vốn thôi. Hôm nay mưa này anh em kéo ra chợ hơi muộn tí. Đây này, xe cộ bây giờ mới ra này. Rồi Hương mới ra, bây giờ Hiếu ra. Rồi Luyến bây giờ chuẩn bị rút vào cái khu này. Tiếc mãi cái cây tùng trực hôm trước. Cái đấy mà nó to hơn một tí nữa thì tôi còn tiếc đứt ruột nữa, bút ruột nữa. Cái đồi này hôm trước không có một cái lá nào, bây giờ nó nảy như thế này nữa. Nhìn nó cứ lấm tấm luôn, vún xen lẫn với cái màu vàng vàng của xi của răm, thích nhỉ. Tìm đâu ra con tùng trực như hôm trước nữa rồi. Góc đường. À mẹ cho Luyến vào cái. Dẹp đường cho Luyến vào. Vào đi, gãy là đền yên tâm.
Đây này là nghề bán bao nhiêu nhỉ? 7 triệu rưỡi. Ôi trời ơi, thấy cây nào cũng không thấy vừa mồm của mình này, chết. Chắc chỉ có chơi thông được rồi. Đây rồi nhỉ. Tình hình có đồ đạc gì thì khoe ra đi. Đây là quả thôi. Có hai quả mà rụng, hai quả mà rụng mất một thì cũng mệt đấy. Anh ơi, anh ơi, em bán ở bên này ra. Hai quả hồng xiêm. Lắm, không ăn được. Non. Bao giờ nó phải bóng bóng cái vỏ thôi. Đây này, kinh này, không là số hàng hơi kinh đấy nhỉ. Nay tìm không thấy con đồ cổ nào nhỉ. Đài Loan, kim cương. Vượt chắc. Thì chắc này thì lúa chắc. Cái chắc này làm bonsai dễ lắm quý vị. Nó nảy tốt mà dẻo, rất dẻo. Ai chà. Đây. Giấy. Bỏ bớt đi cho đỡ vướng. Kinh nghe nhỉ. Đây là ấy à? Bê tông à? Sát chia đấy nhỉ. Thả nào bê nặng thế. Đổ bê tông à? Chưa tiền mua. Bôi đồ xịn này khó bán. Ê, mấy cái nhỏ nhỏ trốn thôi. Nó nhìn như là cục trượt đấy nhỉ. Hoa giấy đây sẽ là đây. Hình như là vẫn là giấy tím thì phải. Đến ơi, về có khách. Buôn bán thế chết không có khách. Khách cứ phải đi tìm chủ này. Buôn bán lúc nào cũng trẻ đến cháu có lại tái nghèo à. Tái nghèo. Cái này mới sao nhỉ? Ừ, cái mới. À, đây, bao tiền đấy người nhân? Này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. À. Thơm đấy. Anh đang gạo bán cho tiền cái này. Ăn hết. Lớn bùi bé mềm. Con cành cái này đẹp chứ tiền nhỉ? Lớn bùi bé mềm ra ngọt nước. Quá đẹp. Lành lặn, cơ địa tốt. Xanh năm điền. Bên này đẹp này. Đấy, cái này mã này mà đầu tư đó. Đẹp. Đấy, phải xoay bên này ra nhỉ? Đấy, bên này đẹp này. Ừ, đấy, ui giời, không nhìn thấy sẹo sẹo đâu. Củ chứ.
nó là củ ấy chứ. Ừ. Nhìn cái bên này là cứ tưởng là đóng nhưng không phải, nó lại liền mạch với nhau. Nó là cái củ của nó. Nghe nhờ người ta nghe nhầm lại tưởng bảo một củ đấy. Đấy, củ. À, bốn củ rưỡi. Bốn củ rưỡi. Tao nói cục trên chục trên này đi. Quá đây nha. Chúng ta đi. Cắt luôn à? Ừ. Tưởng phải cắt đến đây, tưởng cắt đến đây. Đang gạo bán được tiền đấy nhỉ. Theo quan điểm là để cái cành này từ tay nào được. Ô, cái để à. Để thôi, cho nó khoát cái mặt này ra, cắt cho nó khoát. Đây cái này nó ok. Nhìn cho nó thấy đúng không? Thấy cái được cái này. Khoát. Kinh đấy nhỉ. Đường hướng này sắc nét đấy. Ừ. Tiền xịn trò đấy. Ừ. Tiền nó cũng lấy tí, vứt sang đây cho anh. Vứt cái đấy thôi. Có tiền đấy. Vứt hẳn cho 1 triệu luôn. Cây có tiền. Úi chết. Lấy lộ... đúng mà, 1 triệu rưỡi. Lộ giá thế chết. Nghĩa lộ. Lộ giá, lộ giá. Thấy đang nhắm nhắm môi rồi. Hai anh em hai đứa đây bảo là bắt Nguyệt lộ giá rồi, hớ rồi. Hớ đứa này cây siêu phẩm giấy này nó bao nhiêu tiền đấy? Không, cây để bác người nãy được 1,5 triệu, còn cây chuối của anh để cho bác người ta mới nãy nhiều. Anh bán để cho không cả rồi. Nhưng qua phải lãi được gần chục. Là để luôn ở trên đi à? Sân Tây luôn. Ôi. Cái đẹp lại không chở ở đây, toàn chở lên sân Tây nhỉ? Đồ ship cho bán đây có bán cứ luôn. Đây bán vãi. Ở thủ đô là phải để đẹp vào. Ít ra còn có em. Đẹp là mút hết. Nhưng mà phải xuất sắc. Cây của Nguyễn Luyến. Một xe tải. Này. Này cứ chờ Nghệ Khang đi mà cùng Nghệ Khang không đi. Cây thì rất nhiều nhá anh em nhá. Đấy, vườn quế đẹp này. Quế đẹp là bao tiền anh nhỉ? Chú thích bán bao nhiêu quyển chú? Ồ, hay quá nhỉ? Ồ, quế đấy lá đẹp đấy. Đấy còn nhiều quả. Nguyệt ơi! Đấy, đồng, bắt đầu đồng khách đấy. Bắt đầu đồng khách đấy. Em làm đây đi nhá. Rồi, quan tâm mấy cái mã này để trồng sân vườn thôi. Hải Hải hiếp công rồi. Nào. Hải hiếp công rồi. Ngon đấy. Công thế là bán cái này cho để phát dầu. Công thế là 20 viên rồi, bán được 1 cây rồi. Công đi 20 viên hôm nay bán được 1 cây rồi. Cái này cứ dưới 5 củ là mua tốt. 5 củ trả tiền luôn. Bao ship. Có lại tái nghèo. Bao ship. Bán đây có thế nó mới gọi lái tình cảm. Tình cảm mới là cái quý. 5 củ trả tiền luôn. Tiền luôn. Không phải nghĩ đúng không? Bán đây có lại tái nghèo. 5 củ thì thôi không chê cái gì nữa. Không chê. Cắt bỏ cái này đi. Ừ, đúng không? Đúng. Ừ. Thơm chưa? 5 củ giờ không phải là dễ kiếm đâu. Kinh à. Là mấy cái... Những cái này được nhiều bánh xe lắm này. Được nhiều bánh xe đấy. Cái đó là cũng cao củ nhỉ? Ừ. Này chắc phải thuê thợ để làm chứ không? Quả. Những cái đồ này cẩu kia là cấm cấm thắt vào đây. Quả quên đi dưới này. Quả quên không đốt gì á. À không đốt rồi. Nhiều thằng mẹ cây lắm mà không chốt. Cây nào? Cây này. À. Qua mình cứ tưởng là hôm qua con này là mình không bao giờ phải trả về. Nó trả được bao nhiêu rồi? Không trả câu nào à? Nếu trả câu nào. Ừ. Thôi thì chết.
anh cứ giả cho em câu thôi nào. Ví dụ hôm nay nó có người trả lắm củ. Anh nhập anh báo đòi 70 triệu vào. À, cùng đòi giá đấy. Thôi rồi. Mày làm gì thì ngắt. Anh nhập anh báo thế. Con này à. Xin chào bác. Con này trông nổi lên, trông nổi lên tí. Mày đừng nhập mày. Ok. Kết lắm rồi đấy, nhưng mà tiền đấu mà chơi. Đáng lẽ con này này. Làm như kia cả lấy cái ấy mà đánh cho nó hết cái da chết rồi. Thôi chơi mẹ con này đi. Đánh hết cái da chết này này. Chốt nhá. Chốt. Ok không? Đến biết đường chó lên nhà. Chốt nó kia kìa. Đi qua rồi. Con đi. Một nhiên rằng cổ. Một triệu chứ gì? 800. À 800 à? Con này tụt rồi ạ. Già, con tí cỏ. Sao mà giờ vẫn nhiều. Sông có dễ rồi đấy, cũng có dễ giúp là trao ta. Kìa, cái cây lòng ngoằng vừa bán 50 triệu kìa. Tự nhiên là ngặt nó cũng chán. Đúng thế, già. Cái cây chết cây mấy chục triệu, mấy chục triệu rồi. Già, mày lành lặn. Chất là đấy thì giúp đấy. Cả một cây này cũng ngọt thôi. Mấy năm rồi. Đẹp bảo đẹp. Chốt thì thôi. Chả cần dây sợ đi thế. Đây tính là 10 triệu, 6 triệu. Đâu rồi, nó nhiều. Xanh xin bất đâu chẳng phẩm, cầm canh chẳng phẩm. Ôi, nhạy hàng, đắt hàng quá nhỉ. Sao này trong chợ đây. Đấy, chợ bắt đầu tạnh giá một chút rồi. Có thêm những cái giao dịch. Đấy. 150. Xong. Ôi giời ơi, cá mập bắt đầu đi vào hàng, úp hàng đây. Cá mập. Cá mập đi ôm hàng rồi. Sau đẹp lắm. Sau thì thôi rồi. Chẳng qua mua được hai cây kia rồi. Bán rồi. Cây này rồi. Nhập được hết cây còn đâu nữa nhỉ? Thôi được, để mai làm cái tư liệu riêng. Tóm lại là cây này là của Nghệ Cương. Xung quanh đây là múc loạn xạ luôn rồi. Cả một cây đến ngọn đâu. Chắc chả hỏi đâu được cây triệu bạc.